một cái rổ 15.000. À, cô này bán sao cô? Cá đù nè. Cá đù 140 hả? 140 ký hả cô? 140 ký đó. À, cô lấy con nửa ký đi ha. À, cá đù bên này cá lưỡi trâu. Cá hường. À, cá hường. Như cá lưỡi trâu bên kia đúng không? Cá lưỡi trâu. Cá đù, cá hường. Cá lưỡi trâu mặn không cô? Nó vừa ăn không? Tại con sợ mấy chỗ nó làm người ta làm mặn á. Lưỡi trâu nhiêu con? Lưỡi trâu 12.000. Cái 15.000 ký sổ luôn. Bắp cải 15.000 ký sổ luôn. Bắp cải 15.000 trái, trái 15 sổ luôn. Bắp nếp 6.000 trái, bắp cải 15.000 ký sổ luôn. Ồ, trái bắp tím tím là bắp gì chị? Nhiêu trái? 6.000. Lấy 2 trái đi ha. Ai ngộ ha. À, buổi chợ chiều thì bán rất là nhiều quần áo nè. Rồi đồ ăn vặt. Nhưng mà không có đông bằng lúc trước. Ở đâu cũng vậy ha. Tình hình chung cũng hy vọng là bà con sẽ vượt qua cái giai đoạn này để vài bữa nữa ổn ổn mình lại bán tiếp. Chứ giờ mà bà con cô bác ở chợ mà nghĩ là coi như là người dân đói luôn á, không biết mua ở đâu luôn á. Em xin chào cuối tuần đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày cuối tuần thật là bình an và hạnh phúc. Thì hôm nay em cũng đang trên đường đi làm về. Hôm nay là chiều thứ Bảy, đang trên đường đi làm về thì sẵn đây chia sẻ anh chị và các bạn vài hình ảnh ở khu vực vòng vòng quận 5 Sài Gòn. Hôm nay thì một ngày bận rộn nên mình ra chưa quay được video clip nào. Tưởng đâu là hôm nay em không có video clip up cho anh chị xem rồi, nhưng mà thấy trời cũng còn hơi sớm. Mời cô chú anh chị và các bạn chúng ta cùng đi dạo quanh ở con đường Trần Đạo, với lại sẵn ghé chợ Hòa Bình ha, sẵn xem có gì mua luôn để ngày mai ở nhà ăn khỏi cần mát khỏi đi chợ. Và hôm nay thì chúng ta thấy tất cả những hàng quán rồi cà phê, cửa hàng, nhà hàng đều đóng cửa. Một hình ảnh của Sài Gòn yên bình, yên bình trong mùa dịch bệnh, rất là yên tĩnh luôn. Chưa bao giờ mà Sài Gòn chúng ta lại có được những hình ảnh như thế này. Rất là buồn á anh chị. Đó, mình nhìn bên tay phải là buổi sáng là có một quán phở cũng rất là đông ngay chỗ hẻm 474 Trần Hưng Đạo. Ngay đây có một cái nhà mồ rất là lớn. Kế bên lại có ông nhà mồ của ông Trương Vĩnh Ký. Trương Vĩnh Ký ha. Còn nhà mồ này thì em không biết tên. Rất là xưa cổ ở Sài Gòn này nè. Chúng ta đi tới tí thì có nhà mồ của ông Trương Vĩnh Ký nè, ông B. Trúc Ký đó. Đường xá vắng que luôn. Thì hôm nay sáng nay thì em định đi bên quận 4 rồi, nhưng mà hôm nay thì có việc nên thành ra phải đi làm sớm rồi, không dạo và vòng vòng ở quận 4 cho bà con xem được. Nên hôm nay chúng ta sẽ gián đoạn ha. Tất cả những video dạo này đều là những cái sự tiện đường, trên đường đi, trên đường về, chứ thật ra không có một cái chủ động rủ anh chị và các bạn đi thông dong, đi dạo phố nữa ha. Tại vì mình cũng tôn trọng người khác, cũng muốn bảo vệ cộng đồng, bảo vệ cho bản thân, bảo vệ gia đình. Tại vì đặc thù của căn bệnh này, mình nhiễm là mình sẽ không biết mình nhiễm, mà mình ví dụ mình có lỡ có bị nhiễm mà mình đi lung tung thì vô tình mình làm ảnh hưởng đến rất là nhiều người. Nhìn thấy hàng quán đồ, nhà hàng đồ đóng cửa buồn ghê chưa. Lúc trước ở đây thì có một cái nhà hàng Sài Gòn 2 nè, màu vàng vàng. Nhà Sài Gòn 2 nhưng mà ngày nay thì quán tạm ngưng phục vụ tại chỗ, chỉ bán đem về thôi. Đó, cái bảng ngay chỗ chiếc xe hơi đậu đó có cái cây bị dướng rồi. Chỗ này quán Đài Loan đó, và kế bên này có một cái thất cao đài, và kế bên thất cao đài thì có một cái hẻm đi ra trường Hàm Tử đó. Đó, rồi đi tới tí thì có bệnh viện, nghe nói bệnh viện thì lại não nề thêm nữa, bệnh viện chấn thương chỉnh hình, hay là gọi là bệnh viện Sùng Chính của ngày xưa đó, hay là bệnh viện Phường Chính đó, có nhiều chữ đọc chạy chạy, nhưng mà ngày nay tên là bệnh viện chấn thương chỉnh hình. Dạo này nghe hai chữ bệnh viện là thấy nổi da gà, xe cấp cứu thì nghe đầy đường một cách não nề. Bà con thì ở trong nhà hết, hầu như là chỉ có việc thì mới đi ra đường thôi, chứ thật ra thời buổi này thật là cũng cầu mong cho cái dịch bệnh này nó sớm đi qua để người dân thoải mái hơn, tự do hơn, với lại anh chị cũng có dịp nhìn lại những ngôi nhà xưa, những cái cảnh đẹp, những cái khu xóm mà ngày xưa chúng ta đã từng ở và có dịp để đi chơi. Và hôm bữa chỗ này là hôm bữa em có mua cơm nè, cơm 961, nhưng mà ngày nay đóng cửa hết trơn rồi. Quán nhậu, tiệm hớt tóc, nói tới hớt tóc rồi nhớ, hôm qua em đi tìm một tiệm hớt tóc mà nói chung là cũng mệt mỏi, người ta đóng cửa hết trơn à. Thì hôm nay thì vô tình anh hớt tóc quen thì anh mới mở cửa, rồi anh hớt mai anh cũng nghỉ. Anh hớt tóc quen ở đường Cao Đạt đó, và em cũng mới hớt xong rồi chứ hồi là mà riết bây giờ hớt tóc cũng phải hớt tóc dự trữ mà để giờ bữa tóc nó dài rồi không biết hớt đâu, người ta thì cũng không biết mở cửa khi nào nữa. Mình thấy đường xá buồn ghê không. Chúng ta đợi đèn đỏ chút xíu nha, rồi mình sẽ quẹo vô chợ Hòa Bình coi hôm nay chợ buôn bán thế nào ha, rồi coi có gì mua để mai ở nhà ăn má khỏi đi chợ. Dạo này nhà nước cũng khuyến cáo là chúng ta, nhà nước khuyến cáo là các cô chú lớn tuổi thì cũng hạn chế đi ra đường. Tới đây thì em lại nhớ cái comment của anh chị nhưng mà em chưa thực hiện được, đó là ở con đường Chợ Hưng Đạo này có một số nhà mà anh chị đã gửi mail đó, có rất nhiều luôn, rất nhiều anh chị gửi mail mà em tiếp nhận mà như bằng không xuể luôn á. Thì anh chị cũng thông cảm ha, cho em xin thời gian ha, cũng hy vọng là dịch bệnh này sớm đi qua để chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Và ở đây có cái chỗ bán cá nè, bán cá kiển, cá la hán, cá rong, đủ thứ cá hết trơn, cá mắc tiền mà. Ngày xưa thì em chơi cá bảy màu, chơi cá lia thia rồi đó. Chỗ bán cá cao quý. Thì bên đây cũng có chung cư của cô chú anh chị nè. Ngày xưa đã từng ở là chung cư 999. Rồi chúng ta sẽ vòng vô con đường Nhiêu Tâm ha, Nhiêu Tâm để đi vô chợ. Đi lên tí thì mình sẽ đi về chợ lớn đó. Qua đường nha. Hôm nay mình đi chợ chiều, để coi chợ bán gì đây. Bình thường thì em hay đi chợ này em mua trái bắp á, nhưng mà hôm nay không biết thế nào. Xoài đu đủ quá trời luôn nè. Mình sẽ đi qua con đường Nghĩa Thục. Hôm bữa thì chúng ta có xem cái nhà số 60, như là 63 Nghĩa Thục thì phải. 63 Nghĩa Thục, 63 Nghĩa Thục là nhà Ngân Lợi nè, dụng cụ thợ bạc. Ngày nay thì cũng đóng cửa luôn rồi. đi tới tí thì đó là giao lộ Bùi Hữu Nghĩa, cái chỗ bán bánh cống Sóc Trăng rất là ngon. Không biết anh chị và các bạn có xem video clip đó chưa. Rồi chúng ta sẽ quẹo trái nha, quẹo trái đi vô chợ. Bánh cống nó dạo này cũng hơi vắng. Buổi chợ chiều thì bán rất là nhiều quần áo này, rồi đồ ăn vặt, nhưng mà không có đông bằng lúc trước. Ở đâu cũng vậy ha. Tình hình chung cũng hy vọng là bà con sẽ vượt qua cái giai đoạn này để vài bữa nữa ổn ổn mình lại bán tiếp. Chứ giờ mà bà con cô bác ở chợ mà nghĩ là coi như là người dân đói luôn á, không biết mua ở đâu luôn á. Bích Thái 25.000 kg, lê đường 15.000 kg. Chợ đông quá hả? Tại vì ngày mai là cuối tuần á. Ngày mai cuối tuần người ta mua cũng nhiều, mua để ngày mai ở nhà ăn. Mua gì đây? Buổi chiều bán hải sản đông quá. Khu này bán cá. Khu này là chợ cá Đào Tấn. Quanh lại thôi. Ngày nay đường Đào Tấn nè, quẹo trái thì chúng ta sẽ đi ra đại lộ Võ Văn Kiệt. Rồi mình sẽ quành trở lại nha. Em thấy cái cô bán khô, nhìn thấy cũng hấp dẫn. Cá khô thì mình để được lâu hơn ha. Bữa nào vả vả kẹt thì nấu một nồi cơm rồi chiên một con khô. Cô bán khô bên đây nè. Một cái rổ 15.000. Khô này bán sao cô? Cá đù nè. Cá đù 140 hả? 140 ký hả cô? 140 ký đó. Cô lấy con nửa ký đi ha. Cá đù bên này, cá lưỡi trâu. Cá hường. Cá hường. Như cá lưỡi trâu bên kia đúng không? Cá lưỡi trâu. Cá đù, cá hường. Cá lưỡi trâu mặn cô. Cá lưỡi trâu cũng nó vừa ăn không? Tại con sợ mấy chỗ nó làm người ta làm mặn á. Lưỡi trâu nhiêu con? 12.000. Cô lấy con 12.100 hả? Cô lấy con 12.000 đi hả? 100. Dạ. Một cái ghế 15.000, một cái rổ 15.000, lòng bàn 15.000, 15.000 một cái. Dạ. Một cái ghế 15.000, một cái rổ 15.000, lòng bàn 15.000, 15.000 một cái. Cái này bán được không cô? Bán cũng được, được luôn đó. Một cái ghế 15.000. Bây giờ đồ gì cũng lên ha. Lòng bàn 15.000, 15.000 một cái. Một cái ghế 15.000, một cái rổ 15.000. Đây bán rau nè. Chiều đi bộ đó cũng đi chợ cũng vui. Dạ, cảm ơn cô. Lòng bàn 15.000, 15.000 một cái. Ủa cái này chiên mình có cần phải rửa lại không cô? Ngâm lại ha, cho nó lạc bớt ha. Dạ. Dạ, cảm ơn cô ha. Chiều chiều đi bộ quên đi chợ 88 với mấy cô mấy chị ở đây cũng vui. Cá khô mình để được lâu. Một ký thì nó cũng nhiều, nửa ký này thì cỡ 20 con á. Một cái rổ 15.000, 15.000 một cái. Một cái ghế 15.000, một cái rổ 15.000. Qua đây tiếp tục ha, đây là đường Bạch Vân đó. Sau bên hông chợ, bên hông nhà lòng chợ đó. Có cá khô rồi thì chắc xoài ha. Không mà xoài thì phải với cá khô, cá sặc. Quý anh chị có thích cái món này không ha? Cơm với cá khô. Bình thường đây bán bắp nhiều lắm nhưng mà hôm nay mua mấy trái bắp. Ồ, trái bắp tím tím là bắp gì chị? Nhiều trái. 6.000 lấy 2 trái này ha. Ngộ ha. Ngộ trái bắp mà nó nhiều màu á. Nhưng mà loại đừng có lột ra nha, Nó nhiêu nhiêu tiền? Đậu bắp 15.000 ký sổ luôn. Bò bắp cải 15.000 ký sổ luôn. Bò bắp cải 15.000 ký sổ luôn. Giỏ rất nhiều 25 bò bắp cải 15.000 keo tá đường của sẵn 10.000 ký sổ luôn. Hết rồi, tới đây là hết chợ rồi. Đi thẳng đường này là mình sẽ ra Võ Văn Kiệt đó. Con dãy nhà xưa ở đây nè. Đi chợ vui ha, đủ thứ hết trơn. Thôi chắc chúng ta sẽ đi về thôi. Đó, đường Võ Văn Kiệt nếu mình quẹo phải theo hướng này là sẽ đi ra quốc lộ 1 đi về miền Tây luôn đó. Nhưng mà bây giờ về miền Tây thì phải không có xe, không có phương tiện công cộng rồi. Hiện tại thì Sài Gòn cũng đang hạn chế phương tiện công cộng đi ra vào thành phố rồi. Định mua trái đậu bắp nhưng mà thấy nó cũng hơi già, vậy là buổi chiều đậu bắp nó già, bị nắng quá đó. Những cái cửa hàng bán phụ liệu ngành vàng ở đây rất là nhiều luôn. Có chị bán đu đủ nữa mà thôi đi, nhiều quá rồi. Nếu mấy con khô này là thấy ăn cũng mấy ngày rồi. Vậy nhà ở gần cái rạp OB, hồi xưa ở đây có cái rạp như rạp Tháp 10 phải. Ngày nay là quán cà phê nè, rồi cắt đằng này nè. Rồi một số hình ảnh ở chợ Hòa Bình gửi anh chị và các bạn. xem cho vui ha, trong những ngày chúng ta trốn dịch như thế này. Có những anh chị ở nhà và cách ly rồi hạn chế ra đường thì ở nhà mở YouTube lên mình xem đỡ buồn ha, để biết thêm hình ảnh của Sài Gòn ngày nay nó như thế nào trong những ngày dịch bệnh như thế này. Đâu đó thì cũng có hình ảnh chợ búa, cũng có chút vui vui. Và video này cũng đã dài, em xin tạm dừng. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc anh chị và các bạn lúc nào cũng an vui, giữ gìn sức khỏe, cẩn trọng trong những ngày này. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi. Rồi, tạm biệt các anh chị và hẹn gặp lại.